Giới thiệu quý vị và các bạn hãng kho Thái Bình dòng Quang Âm. Anh gửi lại cái bình cũ luôn, tại bữa anh thay lần rồi, năm cách đây năm rưỡi anh thay cái bình này. Bình không? Hả? Nó không lên, nó không có nhạy như nếu như cái bình thường. Bình thường anh thay cái bình năm rưỡi rồi, mà bây giờ nó hơi yếu yếu, mà để lát nó chết luôn, chết bình. Bữa anh bị mấy lần?